Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Xung đột Nga-Ukraine ngày qua căng thẳng dồn dập ở chiến tuyến miền đông Ukraine. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ có màn đáp trả lớn sau khi Nga oanh tạc thành phố Lviv đêm 6 tháng 7. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 6 tháng 7, quân Nga tiếp tục tập trung nỗ lực tấn công chính vào hướng các thành phố Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Mariinka đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine. Có đến 20 trận giao tranh đã diễn ra ở khu vực đó trong ngày qua. Các binh sĩ Ukraine chiến dịch phản công ở phía nam và phía bắc thành phố Bakhmut giành ưu thế tại nhiều chiến tuyến. Trong ngày 6 tháng 7, các lực lượng Nga đã có 41 đợt không kích và 42 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạn MLRS vào các vị trí của quân Kiev và các khu định cư đông dân cư ở Ukraine. Đặc biệt, quân Nga đã pháo kích vào các khu định cư ở Kherson và Kharkiv. Theo bộ này, trong đêm 6 tháng 7, quân đối phương đã phát động một cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine. 3 trên 10 tên lửa hành trình Kalibr của Nga đã bắn trúng thành phố Lviv, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và phá hủy nhiều tòa chung cư. Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ đáp trả Nga bằng một đòn rất mạnh. Trong ngày qua, lực lượng không quân Ukraine đã tiến hành 6 đợt tập kích vào các cụm quân lực của đối phương. Các đơn vị tên lửa và pháo binh Kiev đã đánh trúng một cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự, một kho đạn dược, 6 hệ thống pháo và 3 hệ thống tác chiến điện tử của quân Nga. Ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã giải phóng khoảng 1.900 thị trấn và làng mạc kể từ đầu chiến sự. Tổng thống Zelensky nói, chúng tôi đã có thể giảm đáng kể quy mô của cuộc chiến này, trước hết là nhờ vào vũ khí mà chúng tôi có được. Đây là sự thật, chúng tôi đã giành lại khoảng 1.900 thị trấn và làng mạc trên đất Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2 năm ngoái. Theo hãng thông tấn TASS, đại diện các đơn vị ứng phó khẩn cấp thân Nga ở tỉnh Kherson cho biết quân Ukraine đã pháo kích vào thành phố Ayotsky và các khu dân cư khác ở Kherson trong đêm. Theo người này, phía Kiev đã bắn 36 viên đạn vào khu vực. Cụ thể, vị đại diện này đưa ra thông tin, trong đêm chính quyền Kiev tiếp tục nã pháo vào cơ sở hạ tầng dân cư ở các khu trung tâm dân cư Novaya Kharkovka, Kharkovka, Solonsky, Ayotsky, bắn tổng cộng 36 quả đạn pháo. Thông tin về thương vong dân sự và cơ sở hạ tầng bị hư hại đang được làm rõ. Ngày 6 tháng 7, ông Andrei Morokko, một trung tá đã nghỉ hưu của lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Luhansk, gọi tắt là LPR, tự xưng, nói rằng quân Ukraine đã tăng cường pháo kích vào các khu định cư nằm gần giới tuyến của LPR, trong đó có các thành phố Lysychansk và Severodonetsk. Trong ngày qua, các lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công trong đêm bằng vũ khí chính xác nhằm vào các địa điểm tập kết của quân Ukraine, lính đánh thuê nước ngoài và các cơ sở lưu trữ thiết giáp của phương Tây. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết, theo ông, tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị phá hủy. Phía Ukraine đã chịu thiệt hại đáng kể. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 2 tiêm kích Su-25 của Ukraine, đánh chặn 4 tên lửa Storm Shadow và 4 hỏa tiễn dùng cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao, hay còn gọi là HIMARS, trong ngày 6 tháng 7. Ở một diễn biến liên quan, tỉnh trưởng tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, ông Yevgeny Balitsky cho biết các biện pháp bảo vệ cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã được tăng cường. Giám đốc tình báo Kirilo Budanov đã đưa ra nhận xét trong một cuộc phỏng vấn với Reuters sau nhiều ngày cảnh báo của các quan chức Ukraine và Nga cáo buộc nhau âm mưu tấn công nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu rằng mối đe dọa này đang giảm bớt. Tuy nhiên, ông Budanov không đưa ra chi tiết về những gì đã được thực hiện để giảm bớt mối đe dọa hoặc nó bao gồm những gì. Ông này nói rõ là tin rằng mối đe dọa chỉ được hoãn lại cho đến sau này. Ba quan chức Mỹ giấu tên nói với hãng Reuters rằng Mỹ có kế hoạch gửi bom chùm đến Ukraine để giúp nước này chống lại quân Nga. Động thái của Mỹ đã bị các nhóm nhân quyền phản đối. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát quân sự, đây sẽ là một yếu tố mới mạnh mẽ cung cấp cho cuộc phản công của Ukraine. Nhà Trắng cho biết việc gửi bom chùm tới Ukraine đang được xem xét tích cực, nhưng không đưa ra thông báo nào. Tổng thống Joe Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới tại Litva, dự kiến sẽ bị chi phối bởi cuộc chiến ở Ukraine. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Nga và Ukraine ngừng sử dụng bom chùm và kêu gọi Mỹ không cung cấp chúng. Nhóm này nói rằng cả lực lượng Nga và Ukraine đều đã sử dụng vũ khí, khiến thường dân Ukraine thiệt mạng.
loại bom này bị cấm bởi hơn 120 quốc gia, thường giải phóng một số lượng lớn bom nhỏ hơn có thể giết người bừa bãi trên một khu vực rộng lớn, đe dọa dân thường. Những quả bom không phát nổ gây nguy hiểm trong nhiều năm sau khi xung đột kết thúc. Một đạo luật năm 2009 cấm xuất khẩu bom chùm của Mỹ với tỷ lệ thất bại của bom nhỏ hơn 1%, gần như chiếm toàn bộ kho dự trữ quân sự của Mỹ. Biden có thể từ bỏ các lệnh cấm xung quanh bom, đạn như Trump đã làm vào tháng 1 năm 2021 để cho phép xuất khẩu công nghệ bom, đạn chùm sang Hàn Quốc. Ukraine đã kêu gọi các thành viên quốc hội gây sức ép để chính quyền của Biden chấp thuận gửi bom, đạn chùm được gọi là đạn dược cải tiến thông thường có mục đích kép hay còn gọi là DPICM. Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết chính quyền Biden đang xem xét gửi DPICM đến Ukraine, nhưng chỉ những thiết bị có tỷ lệ thất bại thấp hơn 2,35%. Quân đội tin rằng bom chùm sẽ hữu ích cho Ukraine, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết vào tháng 6, nhưng chúng vẫn chưa được phê duyệt cho Kiev vì những hạn chế của Quốc hội và những lo ngại giữa các đồng minh. Quân đội Mỹ hiện đang chi hơn 6 triệu đô la mỗi năm để ngừng sử dụng đạn pháo chùm 155mm và các loại đạn cũ khác. Theo các tài liệu ngân sách, việc gửi DPICM sẽ giảm bớt sự tiêu hao đạn pháo tiêu chuẩn 155 mà Washington đã vận chuyển tới Kiev với số lượng lớn. Cũng trong gói viện trợ được công bố, dự kiến trị giá 800 triệu USD, Ukraine sẽ nhận được đạn dược cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS và các phương tiện mặt đất như xe chiến đấu Bradley và xe bọc thép chở quân Stryker. Các quan chức cho biết, các gói này vẫn đang được hoàn thiện và có thể thay đổi. Các quan chức cho biết, nó sẽ được tài trợ bằng cách sử dụng cơ quan rút tiền của Tổng thống. Cơ quan này cho phép Biden chuyển các vật phẩm và dịch vụ từ kho hàng của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp. Vật liệu sẽ đến từ hàng tồn kho dư thừa của Mỹ. Gói hỗ trợ an ninh sẽ là gói hỗ trợ thứ 42 được Mỹ phê duyệt cho Ukraine kể từ cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022, với tổng trị giá hơn 40 tỷ đô la. Ukraine cũng đang thúc đẩy các máy bay chiến đấu mới của phương Tây, bao gồm cả F-16, khi nước này đang theo đuổi chiến dịch phản công. Ngày 6 tháng 7, Tổng thống Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo NATO thực hiện các bước cụ thể hướng đến tư cách thành viên của Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh của khối, dự kiến diễn ra vào tuần tới, theo hãng tin Reuters. Ông cho biết đất nước của ông cần nhiều hơn là tuyên bố chung đơn thuần, nói rằng cánh cửa gia nhập NATO luôn rộng mở. Cụ thể, trong cuộc họp báo cùng người đồng cấp của Cộng hòa Séc, ông Petr Pavel, tại thành phố Prague, thủ đô của Cộng hòa Séc, chúng tôi cần một tín hiệu rõ ràng, một lời mời. Chúng tôi cần động lực này cũng như cần sự trung thực trong các mối quan hệ của chúng ta. Mặt khác, ở bên kia chiến tuyến, thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev tố tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO do Mỹ đứng đầu, điều phối các hoạt động quân sự của Ukraine đối phó quân đội Nga. Theo TASS, ông cáo buộc Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến tranh không chính thức chống lại Nga, trong đó sử dụng đất và dân Ukraine. Vị quan chức này đưa ra tuyên bố, ngày nay các quốc gia NATO do Mỹ dẫn đầu tiếp tục tài trợ cho Ukraine bằng các hoạt động như bơm vũ khí, cung cấp thông tin tình báo, huấn luyện quân đội Ukraine, lập kế hoạch và điều phối các hoạt động quân sự chống lại quân đội Nga. Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng ngày, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenzia nói rằng tất cả những bằng chứng về cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái của Iran cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là lố bịch. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.